Chương 01 Kiếm thần truyền thuyết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Một đạo kim sắc kiếm khí vạch phá lạnh thấu xương bầu trời đêm Mang theo một chùm hình quạt huyết hoa Tung tóe vẫy vào rừng cây cùng bùn đất trên mặt đất Thạch hiền đệ, kiếm thuật sở trường A Nho nhã nam tử trong thấy đạo kiếm khí này Cùng ngã trên mặt đất thi thể, không khỏi lớn tiếng khen Kiêu ngự cười cười không nói chuyện chỉ đem ánh mắt chuyển hướng một bên kích động nói tạ thôn dân. Trong tầm mắt hắn, những thôn dân này đỉnh đầu, đang hiện ra số lượng một. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền khí tắc thì liên tiếp gia tăng. Vang lên bên tai hệ thống máy móc âm thanh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch nguyện lực 58 điểm, trước mắt nguyện lực trị giá là 29.836 điểm, khoảng cách đột phá còn kém 164 điểm. Kiều ngự trước thân hư không, lơ lửng một cái chỉ có hắn có thể trông thấy mặt bản. Mặt bản cực kỳ giản lược, trên cùng chỉ có hai hàng chữ. Nguyện lực giá trị 29.836 cảnh giới Kim huyền cảnh sơ kỳ mà tại hai hàng chữ phía dưới, tắt thì đặt song song phân bố ngũ đại bản khối. Thứ nhất bản khối là tu vi, lấp lánh kim mang hết sức đáng chú ý, kim huyền cảnh trung kỳ. 30.000 đây là kiều ngự cảnh giới tiếp theo, đại biểu nếu muốn đột phá, nhất định phải góp nhặt 30.000 điểm nguyện lực giá trị bây giờ chỉ kém 164 điểm, cũng không uổng phí hắn trong khoảng thời gian này bốc lên cực lớn phong hiểm, liên tiếp hành hiệp trượng nghĩa. Thứ hai bản khối là võ học, bên trong lại phân trở thành chín cái khu vực, biểu hiện từ nhất phẩm đến cửu phẩm kiếm pháp. Liếc mắt nhìn sang, quả nhiên là bao hàm toàn diện, nghe qua, chưa từng nghe qua, phàm là thiên hạ kiếm pháp, cơ hồ đều ở trong đó. Lấy cửu phẩm là thấp nhất, nhất phẩm là cao nhất. Bất quá bởi vì tu vi có hạn, trước mắt chỉ có cửu phẩm kiếm pháp cùng bát phẩm kiếm pháp có thể mua sắm, trong đó cửu phẩm kiếm pháp cần 100 điểm nguyện lực giá trị, bác phẩm thì cần phải 1.000 điểm. Còn như còn lại tam đại bản khối, trước mắt nhưng chưa phát động, nhìn không rõ ràng, cũng không biết có chỗ lợi gì. Chờ các thôn dân trên đầu không còn bốc lên số lượng, kiều ngự đối bên cạnh nho nhã nam tử cười nói. Liễu huynh, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Liễu ngũ nguyên gật gật đầu, hắn tuy là một tông chi chủ, nhưng không có kiêu ngạo. Lúc trước bị cựu gia truy sát, nếu không phải đi ngang qua kiều ngự xuất thủ tương trợ, hắn sớm đã mệnh tan hoàn tuyền, này đối với vị này ân nhân cứu mạng mười phần tôn trọng. Hai người phi thân lướt đi, chớp mắt liền biến mất ở rừng cây, chỉ để lại sau lưng một chỗ sợ hãi tháng phục. Ngũ Nguyên Tông, Ngũ Nguyên thành hạng nhất giang hồ thế lực, có thể lấy thành làm tên, liền biết cái này tông ngay tại chỗ cân cước cứng đến bao nhiêu. Từng dãy ốc xá đứng sừng sững ở liên miên trên ngọn núi, tinh tinh đèn đuốc tự như trường lông, đầu đuôi khoảng cách dài đến vài trăm mét. Phía bên phải một ngọn núi, bốn phía tường vòng, có đường núi xoay quanh thẳng lên, chính là tông chủ tư nhân lãnh địa. Kiều Ngự bây giờ liền ở lại đây, bị liễu ngũ nguyên an bài tại đỉnh núi một gian cấu tạo tinh xảo trúc xá bên trong. Chung quanh trúc tím tươi tốt, một đầu đường mòn khúc chiếc tĩnh mịch, tới gần liền có thể nghe được một trận kỳ dị hương trúc, một dạng liền phiền não đều có thể quên mất. So sánh cùng nhau, trúc xá phụ cận tông chủ đại viện, cũng có vẻ thường thường không có gì lạ, dung tục không chịu nổi. Cùng liễu ngũ nguyên tạm biệt sau đó, kiêu ngự một mình đi vào sâu trong rừng trúc, đẩy cửa tiến vào trúc xá, thắp sáng cây nến, thoáng chốc cả phòng tươi sáng. Mặt nam trong gương, phản chiếu ra một đạo cao thân ảnh màu thiên thanh lỗi lạc trường sam, giặc đến gần như trắng bệt, có thế mặt tại trời sinh khung xương kiều ngự trên thân, không chỉ có không tỏ ra keo kiệt, ngược lại có một loại xuất trần thoát tục phong độ. Theo chuyển thân, mặt cũng dần dần rõ ràng. Cái này rõ ràng là một người trung niên nam tử, nhưng tướng mạo lại tuấn lãng đến cơ hội không cách nào hình dung. Sung mãn trân bóng cái trán, cương nhu cùng tồn tại mặt mày, thẳng tắp lập thể sống mũi phía dưới, tràn ngập nam tính mị lực vành môi, nhẹ nhàng cười một tiếng có thể khiến mỹ nhân tâm say. Hai tóc mai đều có một sợi tóc trắng buông xuống trước ngực, tại đèn đuốc bên trong không từng có một tia tan thương vẻ già nua, ngược lại bằng thêm mấy phần khó nói lên lời cao quý cùng thoải mái. Dù là đã nhìn rất nhiều lần, dù là kiều ngự không quá quan tâm dung mạo đẹp xấu, nhưng mỗi lần không cẩn thận vừa chiếu cái gương, hắn vẫn là không nhìn được cảm thán liên miên. Trên đời vì sao lại có đẹp mắt như vậy nam tử, hai đời đều chưa từng thấy qua dáng dấp đẹp mắt còn chưa tính, thế mà còn là nhân vật đỉnh cấp thế gia, kiều gia dòng chính hậu duệ. Lại thêm thiên lý bất dung là, cái này nam nhân vẫn là một tên kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, hắn thiên tư danh chấn nhân vật, danh xưng thế vô kỳ song. Bất quá hơn 300 tuổi, liền đã tấn thăng thải huyền cảnh, không chỉ có bỏ lại xa xa cùng thế hệ, lại thêm siêu việt không biết bao nhiêu tiền bối danh túc, đi tới nhân vực tu luyện giới đỉnh phong dạng này một cái trong mắt người ngoại gần như hoàng mỹ nam tử vốn nên là rộng rãi xuyên qua khách lý tưởng nhất nhà dưới nhưng kiều ngự chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng tại xuyên qua mới bắt đầu linh hồn hắn giấu kín tại nguyên chủ trong cơ thể có thể nói bản thân trải qua nguyên chủ tại kiều gia ám vô thiên quan một ngày nguyên chủ phu nhân quả thực là ác ma mỗi ngày dây dương nguyên chủ hết lần này tới lần khác nguyên chủ tu luyện công pháp không đến viên mãn không thể phá thân mà nữ nhân kia công pháp vừa vặn cần có nhất nguyên chủ dương khí mỗi lần hai người tu luyện xong rõ ràng không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc nguyên chủ đều cảm thấy cốt tủy hóa một dạng tinh thần càng là một mảnh hoang vu ngươi chỉ cần tưởng tượng so hiền giả thời gian hư không gấp trăm lần cảm giác liền minh bạch nguyên chủ vì cái gì kém chút hậm hực tự sát mỗi lần thật vất vả chịu đựng đến khí đều không trì hoãn đủ cái kia nếu không đủ nữ nhân liền sẽ tìm tới cửa ngày qua ngày, bị nghiện ép cơ hồ sụp đổ nguyên chủ, rốt cục không thể nhìn được nữa, từ trong nhà trốn thoát. Cũng là từ sau lúc đó, nguyên chủ ngoài ý muốn vẫn lạc, nhục thân mới có thể bị kiều ngự chiếm đoạt. Kiều ngự mặc dù không có nắm giữ nguyên chủ ký ức, nhưng đối nữ nhân kia lại khắc sâu ấn tượng, mỗi lần chỉ cần nghĩ tới, hồn thân đều sẽ ngăn không được trùng mình. Đặc biệt là theo hắn đối kiều gia hiểu rõ càng nhiều, loại này sợ hãi càng quá mức. Nhân vực Mười Châu, giang hồ tông môn vô số, cấp cao nhất cũng chỉ có mười mấy nhà. Cái gọi là nhất sơn nhị các chiếu thiên hải, tam tông lục gia che hạo mục, rất không khéo là, kiều gia chính là lục gia một trong. Lấy kiều gia thế lực to lớn, cùng trong bóng tối tai mắt, có thế một mực bình an vô sự đến bây giờ, kiều ngự chính mình cũng cảm thấy nên cảm tạ đầy trời thần Phật. Không phải hắn không an phận, không hiểu được giấu kín tại núi sâu rừng hoang. Nhưng tại cái này hiệp dùng võ loạn cấm, cao thủ hoành hành, đại chiến thay nhau nổi lên thế giới bên trong, nếu không có đầy đủ thực lực, ngày nào đó bị đi ngang qua giang hồ khách giết chết cũng không biết. Bây giờ thân ở Ninh Châu, cách xa thiên sơn vạn thủy, liền đúng lúc cứu được liễu ngũ nguyên, trốn ở nho nhỏ ngũ nguyên tông bên trong, chỉ cần mình đừng làm ra động tĩnh lớn, tin tưởng kiều gia trong thời gian ngắn tìm không thấy chính mình. Giang hồ bên trong liên quan tới nguyên chủ chân dung, hẳn là rất ít. Huống chi dễ thấy nhất tóc mai điểm bạc, vẫn là đào vong lúc xuất hiện, liền nữ nhân kia cũng không biết, ngược lại có thể lừa dối tai mắt. Liền tính nữ nhân kia vẽ ra hắn chân dung, có thể cùng người thật dù sao có khoảng cách, che giấu một hai, tránh đi người sống, vấn đề cũng không lớn. Trong lòng yên ổn, kiều ngự múc nước rửa mặt một phen sau đó, liền thổi tắt nến, giữ nguyên áo nằm tại trên giường trúc. Trường kiếm tắt thì đặt ở một bên, đưa tay tùy thời có thể lấy. Một đêm vội vàng qua, húc nhật đâm trách mịt mờ tầng mây cũng đem ngũ nguyên tông sở tại sơn mạch chiếu lên một mảnh vàng rực không ít đệ tử sớm liền bò lên hoặc tụ trên quảng trường luận bàn hoặc một mình tu luyện người đến người đi một phái náo nhiệt chi tượng tử trúc lâm phát sáng đến chói mắt gió thổi qua treo ở trong rừng chuông lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang bên ngoài trúc xá ngay tại ngắm cảnh kiều ngự nhíu mày nhìn về phía đi tới nam tử thạch hiền đệ đêm qua ngủ ngon giấc không? Liễu ngủ nguyên dáng người trung đẳng, dáng dấp cũng không tệ, lúc hành tẩu rất có tao nhã nho nhã khí độ, nhìn xem kiều ngự, lộ ra thân mật nụ cười. Kiều ngự chìa tay ra, miệng nói. Ngủ nguyên tông tốt nhất phong thủy bảo địa, đều bị ta chiếm, như còn nói ngủ không ngon, chẳng lẽ không phải thật không có lương tâm. Một trận cười to, liễu ngủ nguyên đi tới trúc trước bàn ngồi xuống, chờ kiều ngự rót một chén nước thôi qua đi, vội nói cảm tạ khẽ nhấp một cái từ trong tay áo lấy ra một quyển sách đưa lên đây là hiền đệ không phải nói muốn am hiểu một chút kiếm thần kiều ngự sao đây là vi huynh những ngày này để cho người ta thu thập tư liệu phàm là giang hồ bên trong có chỗ lưu truyền cơ hồ đều ghi vào phía trên bất quá kiếm thần người này trải qua quá mức truyền kỳ rất nhiều truyền thuyết thật thật giả giả không ai nói rõ được hiền đệ nếu là bị lừa dối nhưng chớ trách vi huynh a à? liễu ngũ nguyên mở cái trò đùa kiều ngự lại nhãn tình sáng lên như nhặt được chí bảo mà tiếp nhận thư sách hắn nhưng không có kế thừa kiều ngự ký ức không chịu lấy thân thể đối phương nếu như là không đều có thể có thể am hiểu đối phương sớm muộn có đại phiền toái lấy nguyên chủ thân phận địa vị nhận biết người tuyệt đối không ít rất nhiều đại nhân vật nói không chừng đều là bằng hữu chính mình nhanh chóng biết cũng có thể sớm lẫn tránh tương quan thế lực miễn cho ngày nào đó giẫm lôi lộ ra chân ngựa. Hơn nữa kiều ngự có lý do tin tưởng, một khi nữ nhân kia phát hiện, trượng phu không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, xác định sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghĩ như vậy, kiều ngự càng phát ra cảm thấy thư sách trọng yếu, đều không lo được liễu ngủ nguyên tại, lật ra nhìn kỹ lên. Kiều ngự, xuất thân từ nhạc châu kiều gia, kiều gia gia chủ kiều anh hào chi đích trưởng tôn, trời sinh kỳ tài, tư chất vô song, là kiều gia từ trước tới nay thiên phú kẻ cao nhất một trong. Bảy tuổi học kiếm, cùng năm nhập hồng huyền cảnh, hai năm nhập kim huyền cảnh, mười lăm nhập lam huyền cảnh. Lúc đó kiếm đạo sơ có tiểu thành, tức kinh động kiều gia tư hiền các một đám trưởng lão, nhau nhau hạ tràng thử kiếm, đều thất bại. Có trưởng lão cười to, khen kỳ tài tình tuyệt luân, kiếm cốt sẵn có, có cái này một cờ, có thể thêm kiều gia mấy ngàn năm huy hoàng lại thêm có trưởng lão tại chỗ đề nghị, lập kiều ngự là cách đại gia chủ người thừa kế. Đang chạy trốn quá trình bên trong, kiều ngự đã từng nghe qua nguyên chủ cuộc đời, nhưng chấp vá lung tung, khẳng định không bằng ngũ nguyên tông thu thập đến toàn diện. Kiều ngự một mực biết nguyên chủ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới, lợi hại đến loại trình độ này. Kiều gia chính là nhân vật cấp cao nhất giang hồ thế lực một trong, mà tư hiện các, càng là kiều gia tinh anh hội tụ chi địa, tùy tiện sách một cái ra tới, cũng có thể nhường các nơi võ giả cúi đầu xưng thần. 15 tuổi nguyên chủ, lại có thể dựa vào thực lực để cho đám kia cao cao tại thượng các trưởng lão lau mắt mà nhìn, miệng đầy tán thưởng, cũng biết nguyên chủ lúc ấy phong thái. Thu hồi tâm tư, kiều ngự tiếp tục xem tiếp. Kiếm thần 18 tuổi xuất đạo giang hồ, trận chiến đầu tiên, đánh rơi lĩnh nam đại cao thủ ôn hùng. Thứ hai chiến, một kiếm thắng lợi dễ dàng liệt hỏa tông tam đại trưởng lão thư sách nửa bộ phận trước, miêu tả đều là nguyên chủ lấy được rất nhiều chiến tích. Từng tờ một lật qua, kiêu ngữ càng xem càng kinh hãi. Chỉ vì nguyên chủ thực sự quá mức bưu hãn, một người một kiếm hành thiên hạ, những nơi đi qua, cùng cấp bên trong chớ nói đối thủ, liền có thể tiếp lấy hắn ba kiếm người đều không nhiều. Còn như cùng thế hệ, tức thì bị hắn nổi bật lên ảm đạm vô quan. Từng vị các địa vực anh tài tuấn kiệt, tất cả đều trở thành nguyên chủ dương danh đá đặt chân, thua ở hắn vô song kiếm thuật phía dưới. Liền tính trải qua khổ chiến, đối thủ cũng đều là cảnh giới xa cao hơn hắn giang hồ lão nhân, nhưng cuối cùng, đều bị hắn siêu việt, vô tình đánh rơi. Căn cứ thư sách ghi chép, nguyên chủ hết thảy trong giang hồ ngay người 50 năm. Cái này 50 năm bên trong, hắn dựa vào một thanh kiếm áp che nhân vật cơ hồ tất cả đường thế thiên kiêu, đánh cho mênh mông thiên hạ không đối thủ, khó cầu được một trận thua. Đặc biệt là cuối cùng mấy năm, Liên xuất kiếm số lần đều cực ít, bởi vì cùng thế hệ bên trong không có người xứng. 68 tuổi lúc, khổ vô đối thủ nguyên chủ trở về kiều gia, từ đây phong kiếm treo cao, thu liễm tài năng, cả ngày đợi tại ma kiếm đường bên trong, một lòng lĩnh ngộ cao hơn kiếm đạo. Từ đó trở đi, trong giang hồ liên quan tới kiều ngự tin tức mới ít đi rất nhiều rất nhiều. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.